Bãi biển Khai Long, một bãi cát dòng uốn lượn nằm dọc triền bờ biển mũi Cà Mau, với chiều dài trên 3 km, có diện tích khoảng 230 hectare. Khai Long thuộc ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Khi đến đây, du khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên trên một miền quê sông nước, bởi nó được bao bọc giữa bốn bề của hệ sinh thái rừng ngập mặn mênh mông. Khai Long được tạo hóa ban tặng cho một vị trí rất đặc biệt. Đứng trên bãi biển, du khách sẽ được nhìn thấy bình minh trên biển và hoàng hôn trên biển. Đến đây, ngoài việc thưởng thức các món ăn đặc sản tươi sống xứ biển, quý khách sẽ có được những giây phút thoải mái, thư giãn bên người thân bạn bè, vừa trải nghiệm cảm giác nhìn ra biển khơi, nghe sóng vỗ rì rào bên làng cát mịn. Bãi biển Khai Long còn là một bãi tắm đầy lý tưởng cho nhiều người đến đây vui chơi, giải trí. Khung cảnh nơi đây tạo cảm giác bâng khuâng và mang đến sự tĩnh lặng trong cái vẻ đẹp quyền diệu được thiên nhiên ban tặng mà ít nơi nào có được. Đến với Khai Long, du khách còn được ngắm nhìn tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, mẹ Nam Hải, nằm trong quần thể du lịch Khai Long. Tượng cao 20 mét, đứng sừng sững trang nghiêm hướng nhìn ra biển. Đến đây, du khách thắp hương và viếng khu tưởng niệm Khai Long Tự, du khách sẽ tìm thấy được sự bình yên, tĩnh lặng cho riêng mình, khám phá được nhiều điều độc đáo và thú vị trong cuộc sống tâm linh.